Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 43. Như Yên, sở dĩ dòng họ Liêu có thể có lịch sử trăm năm là thông qua liên hôn. Từ lúc cháu sinh ra, cháu là phụ nữ, số mệnh của cháu đã được định sẵn, lớp người đi trước của nhà họ Liêu cũng như thế, chuyện này không do cháu quyết định. Ông cụ Liêu lạnh giọng nói. Không do cô quyết định. Gương mặt xinh đẹp của Liêu Như Yên tái nhợt, chẳng lẽ hôm nay cô đã bị định sẵn cưới người mình không thích sao? Ga tàu cao tốc để đôi mặt Lý Thần Chiến như dạo cắt, thân hình thẳng tắp, ánh mắt đầy kiên định bước ra khỏi nhà ga cao tốc. Bên trong hàng chục chiếc xe tải ở ga đường sắt cao tốc, một người đàn ông trẻ nhìn thấy Lý Thần Chiến, anh ta nói với một người đàn ông trung niên, lão đại, người tới rồi, là anh ta. Người đàn ông trung niên cầm đầu lấy một bức ảnh ra nhìn, xác nhận người trong bức ảnh là Lý Thần Chiến. Ông ta phất tay nói, các anh em, mục tiêu đã xuất hiện, đánh nhanh thẳng nhanh. Giết cậu ta. Vâng, lão đại, nhóm người mặc đồ đen hét lên. Cộp cộp cộp. Ngay sau đó, cửa của hơn một chục chiếc xe tải được mở ra, 100-200 người đàn ông mặc đồ đen cầm dao pha lao về phía Lý Thần Chiến. Khủng hoảng, ở khắp mọi nơi. Chung quanh, đau buồn. Đồ khốn, rốt cuộc anh đã làm gì? Ngã xuống đất, trên người Dương Tiêu bùng phát ra một luồng hơi thở mạnh mẽ. Thấy Dương Tiêu kiên trì như vậy, Lucifer cười đùa, Long chủ điện hạ, cậu muốn biết thế à? Được, tôi có thể nói cho cậu biết, để trước khi cậu chết biết rõ ràng. Liễu Như Yên sắp trở thành cô dâu của Dương Bân Hàn, anh trai cùng cha khác mẹ với cậu, và sống chê của anh em Lý Thần Chiến với cậu, nếu không có gì khác, thì lúc này đang bị phục kích tại ga tàu cao tốc để đổ. À đúng nôi, tôi bảo nhà họ Dương ở đề đô mời 1-2 tên lính đánh thuê hàng đầu thế giới tới, hôm nay cậu ta chắc chắn sẽ đổ máu tại ga tàu cao tốc. Cái gì? Hôm nay Dương Bân Hàn cưới Liễu Như Yên. Dương Tiêu biết khi mình và Lucifer quyết đấu, chắc chắn Dương Bân Hàn sẽ cử động, không ngờ hôm nay lại là ngày trọng đại Dương Bân Hàn cưới Liễu Như Yên. Ban đầu, Dương Tiêu dự định để Lý Thần Chiến đến đề đô vào ngày trận chiến quyết định giữa anh và Lucifer, sau khi giải quyết Lucifer xong. Anh sẽ đưa Ý Thần Chiến đến nhà họ Liễu ở đề đô, như vậy sẽ tạo điều kiện cho cuộc hôn nhân giữa Lý Thần Chiến và Liễu Như Yên. Điều mà Dương Tiêu không bao giờ tới là mọi kế hoạch đã bị phá vỡ một cách cưỡng ép. Anh vốn tưởng rằng Lucifer không khó đối phó, ai ngờ Lucifer quá mạnh khiến người khác giận sôi máu. Thực lực của Lý Thần Chiến không tệ, nhưng đối mặt với 1-2 tên lính đánh thuê hàng đầu thế giới, thì tình hình cũng không lạc quan. Đồ khốn, Dương Tiêu hét lên. Anh nâng đầu gối, muốn đứng dậy. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu muốn đứng dậy, ngay lúc Dương Tiêu đang ngọ nguậy, Lucifer dùng chân phải dâm lên lưng Dương Tiêu. Cú đá nặng nề rơi xuống, Dương Tiêu rên rỉ một tiếng, cả lưng anh đã đẫm máu, hơi thở càng uể oải đến cực điểm. Cậu ngọ nguậy lần nào tôi sẽ đè cậu xuống đát ma sát lần. Đó, hôm nay tôi muốn xem cậu có thể ngọ nguậy được bao lâu. Lucifer cười nói âm u. Hành hạ đến chết. Đây là một vụ hành hạ đến chết. Nếu chỉ giết Dương Tiêu như vậy sẽ thực sự rất nhàm chán. Nghĩ vì Dương Tiêu mà mình bị mất cả hai tai, lại nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Dịch Thấp đối với mình, Lucifer thực sự hận Dương Tiêu đến tận xương tủy. Chỉ có tra tấn Dương Tiêu không ngừng, anh ta mới có thể cảm nhận được cảm giác vui vẻ tràn trề trong lòng. Dương Tiêu cắn răng, không khỏi nhớ lại vô số cảnh tượng trong lòng. Khi anh mới bái Dịch Thấp làm thầy, anh học kỹ năng giết người. Lúc đầu bị đánh bại liên tục, những sau đó lúc thua lúc thắng. Nhờ sự kiên trì phi thường, Dương Tiêu mới đạt được vị trí như ngày hôm nay. Muốn anh tuyệt vọng đầu hàng không dễ như vậy đâu. Dương Tiêu cắn răng, anh hét lên, lưng đột nhiên nhô lên. Bộp! Tuy nhiên, đối mặt với thực tế phũ. Phàng, Lucifer lại đá một cú nặng nề nữa. Lưng Dương Tiêu vừa mới nhô lên lại dính sát mặt đất, lần này hơi thở của Dương Tiêu càng yếu ớt hơn. Khóe miệng còn có một vệt máu. Lucifer cười dữ tợn nói, vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Con mỗi càng ngọ nguậy, cảm giác hành hạ đến chết càng khiến người ta thoải mái. Điện hạ, nào, ngọ nguậy, cậu tiếp tục ngọ nguậy đi. Nói cho cậu biết, ở trước mặt tôi, hôm nay cho dù Chúa Jesus đến cũng không cứu được cậu. Ba đúng rồi, còn hai người bạn của cậu nữa, Caesar sẽ tự tay giết chết lão già. Trịnh Thu. Cô gái kia đã được định sẵn bị lão Điều bắt giữ. Cô ta bắn tỉa đứt một tai của tôi, lát nữa tôi sẽ tự tay lấy hai tai của cô ta, để cho cô ta hiểu cái giá phải trả của việc mạo phạm tôi. Đồ khốn,
hai mắt Dương Tiêu đỏ ngầu. Lúc này, anh rất muốn đè Lucifer xuống đất đánh cho thật mạnh, nhưng đáng tiếc anh có lòng không có lực. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên thực sự quá lớn, bị Lucifer giẫm trên đất, Dương Tiêu thật sự không di chuyển được. Đồng thời cùng lúc đó, hai chiến trường còn lại đã bước vào trạng thái ác liệt. Leng keng. Trên đỉnh cao chỉ huy của Tử Cám Thành, hình bóng của Caesar cầm kiếm lao về phía Trịnh Thu. Hai thanh kiếm đụng độ nhau, quét sạch những luồng ánh kiếm sáng chói. Caesar trừng mắt nhìn Trịnh Thu, thân thể sôi trào ý chí chiến đấu, lão già, nỗi sỉ nhục năm đó ông mang đến cho tôi, hôm nay tôi sẽ trả lại ông từng thứ một. Bất cứ lúc nào ông ta nghĩ đến Trịnh Thu đã đánh bại mình chỉ bằng một chiêu, bất cứ lúc nào ông ta nghĩ đến Trịnh Thu khiến mình nằm trên giường bệnh nhiều ngày như vậy, Caesar sẽ rất tức giận. Trong nhiều năm qua, Caesar luôn tìm cơ hội trả lại nỗi xấu hổ năm xưa, nhưng chưa bao giờ tìm được cơ hội thích hợp. Lần này Lucifer mời ông ta đến đế đô, thứ nhất là giết Long chủ Dương Tiêu, thứ hai là tìm Trịnh Thu trả thù rửa hận. Ông tự phụ quá rồi. Mặt mày Trịnh Thu vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như cũ. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Trịnh Thu, Caesar như con sư tử bị khiêu khích, ông ta hét lên, thật sao? Tôi quá tự phụ, lão già, nay khác xưa khác, phong thủy biên đôi, ông đã già, ông đã không còn ở trạng thái đỉnh cao nữa ồ. Bây giờ, ông có tư cách gì đấu với tôi? Lão già, đi chết đi. Giữ út lời, sức mạnh trong cơ thể Caesar trào ra như núi lửa phun trào, dùng một lực lượng mạnh hơn tấn công Trịnh Thu. Hả, đúng là một lực lượng mạnh. Vẻ mặt của Trịnh Thu thay đổi. Với sự tấn công mạnh mẽ của Caesar, Trịnh Thu đã bị ép trở lại trên đỉnh của bức tường cô. Bóp, bóp 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 bóp. Trịnh Thu lùi lại, bất cứ nơi nào ông đi qua sẽ có nhiều ngói cổ vỡ tung. Trong quá trình buộc Trịnh Thu lùi lại, vẻ mặt của Caesar càng trở nên hung dữ. Hôm nay, tôi sẽ dùng kiếm giết lão già nhà ông, rửa sạch nhục nhã ông mang đến cho tôi. Giết. Ở chiến trường thứ ba, tình hình của Lăng Ảnh Huyên không mấy lạc quan. Pằng pằng. Lăng Ảnh Huyên và lão đều chiếm hai vị trí lớn, một người cầm barret, người còn lại cầm súng bắn tỉa lớn. Cả hai cùng ra tay, hai đầu đạn kim loại va chạm trong không khí, cuối cùng đầu đạn rơi xuống đất. Hết đạn dược, hết lương thực rồi chứ. Nhìn chằm Lăng Ảnh Huyên, đôi mắt của lão đều hiện đầy vẻ vui đùa. Lăng Ảnh Huyên đeo mặt nạ màu đen, vẻ mặt cô rất nặng nề. Đúng vậy, đối đầu đến mức này, Lăng Ảnh Huyên đã dùng hết đạn. Lão điều xứng danh là tay bắn tỉa đăng cấp thế giới, sức mạnh của ông ta vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Lăng Ảnh Huyên lạnh lùng nói, vậy thì chẳng lẽ tình hình của ông lạc quan hơn tôi? Lão điều ném khẩu súng bắn tỉa to lớn và khẩu súng lục, cởi bỏ áo choàng đen trên người, vứt áo giáp chồng đạn. Ông ta cầm một thanh kiếm ngắn, nhìn chằm chằm vào Lăng Ảnh Huyên với ánh mắt rực lửa, cô gái. Tình trạng của đôi bên giống nhau, như nhau cả thôi. Tuy nhiên, tôi muốn nói với cô rằng, ngoài bắn tỉa tôi còn là một sát thủ hàng đầu thế giới. Kỹ năng của cô rất tốt, tôi sẽ không dê côi. Tiếp theo, tôi sẽ thu phục cô, sau đó đè cô dưới người chơi đùa vui vẻ, yên tâm, tôi sẽ thương hương tiếc ngọc. Tay súng bản tỉa nữ đẳng cấp thế giới thật sự hiếm thầy, hàng cực phẩm giống. Như cô càng có thể gặp không thể cầu. Nếu tôi đoán đúng, chắc cô vẫn hoàn hảo đúng không? Lão điều thường không có sở thích gì, ngoài nhận lệnh giết người, sở thích lớn nhất của ông ta là chơi đùa phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ cực phẩm. Trong mắt ông ta, Lăng Ảnh Huyên là phụ nữ trong cực phẩm, lúc này ông ta tràn đầy khát khao chinh phục Lăng Ảnh Tư ép. Ông tự tin có thể hạ gục tôi đến vậy? Ảnh mắt Lăng Ảnh Huyên đầy cảnh giác. Vẻ mặt lão điều đầy ý cười, nhìn chằm chằm vào cơ thể có lồi có lõm của Lăng Ảnh Huyên, ông ta không nhịn được liêm môi. Khoảnh khắc tiếp theo, lão điều chờ không nỗi lao về phía Lăng Ảnh Huyên, chuyện này là đương nhiên. Nếu đã không thể phản kháng, vậy thì chuẩn bị nằm xuống hưởng thụ đi cô gái, từ bây giờ cô là của tôi. Ngọ nguậy, tiếp tục ngọ nguậy đi. Giờ phút này, Lucifer giã mạnh lên lưng Dương Tiêu, trên lưng của Dương Tiêu chảy rất nhiều máu. Bị chảy nhiều máu, sắc mặt của Dương Tiêu tái nhọt cùng cực, giống như một thây ma khiến người ta không khỏi rùng mình. Nghĩ đến an toàn của ông nội Trịnh Thu và Lăng Ảnh Huyên, trong xương cốt Dương Tiêu chợt xuất hiện chút sức mạnh, bàn tay phải đầy sẹo của anh đột nhiên nắm lấy thanh kiếm, đâm vào Lucifer một cách dữ dội. Lucifer lộ vẻ kinh ngạc, anh ta không ngờ Dương Tiêu lại có thể chiến đấu trong trạng thái uế oải như vậy. Cộp cộp, đối mặt với đòn tấn công của Dương Tiêu, Lucifer lảo đảo lùi lại. Đồ chó già,
tôi muốn mạng của anh. Nhân cơ hội này, Dương Tiêu đứng dậy lao về phía Lucifer như một con hổ dữ. Anh đã chiến đấu vô số lần, chảy máu vô số lần, bị thương nặng vô số lần, loại thương tích này đối với Dương Tiêu cũng chưa đến mức hỏng bét. Vút, giao quân dụng biến thành bóng mờ đâm thẳng vào cổ Lucifer một lệch ngang tàng. Không biết mùi đời, Lucifer chế nhạo. Ánh mắt của anh ta hiện lên vẻ khinh thường, ngay lúc giao quân dụng chuẩn bị tới gần Lucifer, Lucifer đưa hai tay ra, chặn cổ tay của Dương Tiêu, ngăn con giao quân dụng trong tay Dương Tiêu đến gần. Vèo. Đúng vào lúc này, ánh mặt Dương Tiêu lạnh lẽo, anh giơ tay trái chạm vào eo, đâm một con giao quân dụng khác cực nhanh. Hả, còn, không tốt, vẻ mặt của Lucifer thay đổi. Anh ta tuyệt đối không ngờ tới trên người Dương Tiêu lại có hai con giao quân dụng, điều này khiến anh ta mất cảnh giác. Con giao quân dụng bên tay trái nhanh như chóp, trong một khoảng cách ngắn như vậy Lucifer muốn tránh hoàn toàn đã không kịp. Tuy nhiên, Lucifer rất mạnh, anh ta lùi ra sau theo bản năng. Dù vậy, Lucifer vẫn tránh được đòn chí mạng, nhưng quần áo trước ngực lại không may mắn tránh được. Suýt TL con dao quân dụng trong tay trái đâm một cách dữ dội, ngực và quần áo của Lucifer bị cắt rách, trên bề mặt da có một vết rạch đẫm máu. Ổn định cơ thể, Lucifer thây ra trên ngực mình chảy máu, anh ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu tức giận chửi, "Faco, faco, faco." Thẹn quá hóa giận, giờ phút này Lucifer thực sự thẹn quá hóa giận. Anh ta nằm mơ cũng không ngờ tới, đối mặt với loại nhân vật kém hơn cả con kiên như Dương Tiêu, anh ta đã bị thương hai lần liên tiếp. Đồ chó già, yên tâm, tôi sẽ tự tay giết chết e nhì. Ánh mắt Dương Tiêu điền cuồng, ngập tràn ý chí chiến đấu. Vẻ mặt Dương Tiêu kiên quyết, khóa chặt Lucifer, hai tay nắm chặt hai con dao quân dụng. Con mẹ nó, tôi phải giết tên khốn nhà cậu. Bị thương lần nữa, Lucifer rơi vào trạng thái điên cuồng. Khóa chặt bóng dáng của Dương. Tiêu, vẻ vui đùa trên khuôn mặt của Lucifer trở nên gớm ghiếc, anh ta hét lên, giỏng như một con hổ xuống núi chém về phía Dương Tiêu. Chết, trạng thái của Dương Tiêu đang tồi tệ, anh dùng sức chiến đấu mạnh nhất ngang tàng tấn công Lucifer. Còn dám tấn công, thật sự không biết sống chết, nếu đã như vậy, tôi sẽ tự tay tiến cậu xuống địa ngục ký. Nhìn thấy Dương Tiêu bị tra tấn đến mức như vậy vẫn còn giấy giụa, Lucifer chỉ cảm thấy mình đã chịu sỉ nhục cực lớn. Với dã tâm tàn nhân, Lucifer không định nhẹ tay nữa, anh ta muốn dùng sức mạnh như sấm sét giết chết Dương Tiêu, hoàn toàn nghiền nát tên khốn Dương Tiêu này. Vũ Ti ngay khi giao quân dụng bên tay phải của Dương Tiêu chuẩn bị đến gần Lucifer, bàn chân phải của Lucifer biến thành bóng mỏ đá một cách hung hãn. Hơi thở Dương Tiêu yếu ớt, làm sao có thể là đối thủ của Lucifer, bị Lucifer đá vào cổ tay, giao quân dụng trong tay phải của Dương Tiêu bay thăng lên không trung. Giết! Dương Tiêu không hề quan tâm điều này, con giao quân N, bên tay trái của anh đâm nhanh một lần nữa. Hừ, lúc này ánh mắt Lucifer đầy vẻ u ám. Răng rắc, ngay khi con giao quân dụng bên trái tấn công, Lucifer cứng đổi cứng. Dương Tiêu nhanh, nhưng anh ta còn nhanh hơn Dương Tiêu. Lucifer nắm tay trái của Dương Tiêu, đột nhiên dùng sức, xương cánh tay trái của Dương Tiêu phát ra tiếng răng rắc. Trán Dương Tiêu đau nhức đổ đầy mồ hôi, lạnh. Toàn bộ cánh tay trái của anh mất cảm giác tại chỗ. Long chủ điện hạ, cậu cho rằng mình rất mạnh sao? Sai, cậu thật sự sai lón rồi, ở trước mặt tôi, cậu chẳng chịu nôi một đòn, yếu ớt như vậy. Vẻ mặt của Lucifer gớm ghiếc đến cực điểm. Vẻ on dữ út lời, Lucifer bước lên bóp cổ Dương Tiêu, đầu gối phải của anh ta đập vào bụng Dương Tiêu với sức mạnh hủy diệt. Bếp, bóp bóp bóp, mỗi lần Lucifer nhắc đầu gối lên đánh. Tinh thần Dương Tiêu càng run lên. Đúng vậy, lần này Dương Tiêu không chỉ run lên, mà toàn thân cũng run lên. Lucifer quá mạnh, một đòn của anh ta không kém gì một chiếc xe tải lớn đâm vào người, suýt nữa có thể đánh tan xương người. Cũng may thế lực của Dương Tiêu cực kỳ mạnh, nếu là người bình thường, chỉ cần một đòn này sẽ chết trong tay Lucifer. Lucifer là một trong thiên sứ rực cháy, anh ta thành thạo các phương pháp giết người. Anh ta biết cách lãnh hạ con người khiến người đó càng đau đớn hơn. Long chủ điện hạ, hãy nếm thử cảm giác của cái chết đi. Lucifer hung tợn hét lên. Bếp, bóp bếp. Đầu gối vẫn đập vào ngực Dương Tiêu lần nữa, Dương Tiêu đau đến mức gần như mất đi ý chí. Lucifer vui vẻ cười nói, Long chủ điện hạ, khi cậu chết, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô vợ Đường Mộc Tuyết của cậu, tôi thích phụ nữ có chồng, tôi sẽ yêu thương cô ta, tôi sẽ khiến cô ta trở thành nữ nô lệ.
tôi sẽ chơi vui MP chờ tôi chơi chán, tôi sẽ tự tay giết cô ta, sau đó ngâm đứa con của cậu và của cô vào formalin tặng cho bệnh viện để đô tiến hành giải phẫu, thế nào? Ha 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 hai, cười điên cuồng tùy ý. Ý nghĩ biến thái. Nếu đã là hành hạ đến chết, anh ta không chỉ muốn kết thúc cuộc đời Dương Tiêu, mà còn muốn làm cho Dương Tiêu suy sụp tinh thần trước khi Dương Tiêu chết. Đồ khốn, nghe Lucifer nói về Đường Mộc Tuyết và con mình, vẻ mặt Dương Tiêu căm hận. Còn chưa chết, nghe thấy Dương Tiêu còn nói được, Lucifer kinh ngạc. Theo lý, anh ta đã dốc hết sức, Dương Tiêu bị thương nặng như thế còn có thể ngọ nguậy, chẳng lẽ đây là con dán đánh không chê? Chưa chết đúng không? Được. Chúng ta tiếp tục. Lucifer hơi phân khích, anh ta túm tóc Dương Tiêu rồi đập vào mặt Dương Tiêu. Mỗi cú đấm móc đều đánh mạnh lên mặt Dương Tiêu. Phụt. Nắm đấm mạnh rơi xuống, sống mũi của Dương Tiêu gần như bị nát, máu tươi bắn ra. Bóp. Bóp 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 bóp. Nắm đấm mạnh của Lucifer rơi xuống mặt của Dương Tiêu như những hạt mưa, mặt của Dương Tiêu tím đen, cuối cùng gần như méo mó. Lông mi dài của anh run lên, Dương Tiêu chỉ cảm thấy tầm mắt mờ mịt, hai mắt gần như không mở ra được. Bóp. Cảm thấy sấp xỉ, Lucifer đá mạnh vào ngực Dương Tiêu, thân thể của Dương Tiêu bị đá bay như một quả bóng, lại va vào một bức tường. Bức tường không thể chịu được lực này lập tức bị vỡ tung. Ha ha, kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc. Lucifer cầm lưỡi hái tử thần, tiếp tục đi về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu đã bầm tím toàn thân, cũng không còn sức ngọ nguậy, anh ta không cần tiếp tục tra tân Dương Tiêu nữa. Giết Dương Tiêu là chuyện chắc chắn 100%. Bên trong một khách sạn sang trọng nào đó ở Đế Đô. Am Kim Long Vương do dự hồi lâu, cua ổi cùng ông nhìn về phía Dịch Thấp, đại nhân, ông không tin vào phép màu, thế tại sao ông không ngăn cản Long Chủ Điện Hạ? Lucifer rất mạnh mẽ ngang ngược, nếu Dương Tiêu cửu tử nhật sinh, đó sẽ là một rủi ro rất lớn. Dịch Thấp chắp tay sau lưng, mắt nheo lại nhìn về hướng Tử Cám Thành, trên người ông trào ra một luồng khí rộng lớn, im lặng vài giây, sức bùng cháy của Dịch Tháp bộc phát. Mặc dù tôi không tin vào phép màu, nhưng tôi tin, mạng của tôi là do tôi không do trời. Mạng của tôi do tôi không do trời. Nghe vậy, Ám Kim Long Vương phấn chân lên, ông chợt nghĩ tới Dịch Thấp là một người không bao giờ tin vào số mệnh. Dịch Thấp đã từng nói với họ rằng ông vốn dĩ là một người bình thường, chính vì không tin vào số phận mà ông đã từng bước đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Kẻ mạnh tạo ra luật, kẻ yếu làm theo luật. Dịch Thấp không muốn tuân theo các quy tắc. Vì vậy ông đã tạo ra Tuyệt Thê Long Môn, mới có được sự râm rộ như ngày nay. Tuy nhiên, liệu Dương Tiêu có thể lật ngược tình thế của trận chiến ngày hôm nay không? Tuy nhiên, ngay lúc Lucifer tung ra đòn chí mạng cuối cùng vào Dương Tiêu, một làn sóng năng lượng cuồng bạo đã tràn vào toàn thân trong cơ thể Dương Tiêu. Đột phá, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tiêu đã phá vỡ xiềng xích, thực hiện một sự biến đổi mới. Hơi thở ngút trời. Sức mạnh chiến đấu tăng vọt. Giờ phút này, sức chiến đấu của Dương Tiêu đã trở lại trạng thái đỉnh cao của mình. Sức mạnh này thật sự khiến người ta ấm áp mà lại quen thuộc. Dương Tiêu lau vết máu trên khóe miệng, anh chỉ cảm thấy mình như cho tàn tái sinh. 99% sức chiến đấu chênh lệch rất lớn với sức chiến đấu hoàn mỹ, chỉ một chút thôi đã khiến thực lực của Dương Tiêu trì trệ vẫn không khôi phục. Nói trắng ra, 99 điểm và 100 điểm tưởng chừng không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng trên thực tế khoảng cách giữa hai chuyện đó là không thể vượt qua. Xét cho cùng, 100 điểm là điểm tuyệt đối, có rất ít người có thể đạt điểm tuyệt đối, và vô số người có thể đạt điểm 99 điểm. Ngoài ra, trước sự ngạc nhiên của Dương Tiêu, anh đã tiến vào trạng thái tâm pháp tối cao của Long Môn một cách thần kỳ. Giờ phút này, Dương Tiêu chỉ cảm thấy thân thể đã trải qua thay đổi nghiêng trời lật đất, thật sự đạt được biên hóa mới. Thậm chí, Dương Tiêu cũng có thể nói một cách có trách nhiệm rằng hiện tại anh đã mạnh hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Cảm nhận được lực lượng cuồng bạo trong cơ thể Dương Tiêu, mí mắt Lucifer nhảy loạn lên, hả? Cậu vậy mà lại đột phá? Cậu thật sự đột phá đến trạng thái võ thánh? Võ thánh, đây là sức mạnh của võ thánh. Dương Tiêu nắm chặt tay lầm bầm. Nắm chặt tay, Dương Tiêu không biết mình mạnh bao nhiêu, nhưng Dương Tiêu biết giờ phút này thực lực của mình ngang hàng với Lucifer. Đã từng rong ruôi trên đấu trường thế giới, Dương Tiêu đã nghe nói về sự phân chia võ thuật hiểu ngầm. Trên thế giới này, con người vẫn tiếp tục không ngừng tôi luyện bản thân, do đó theo đuổi việc phá vỡ giới hạn sức chịu đựng của con người. Vì thế, nhiều người đã đạt được những bước đột phá cơ bản,
hệ thống của họ khác hẳn những người bình thường. Nhìn chung toàn thế giới kiểu người này, cũng không có nhiều, thế nên mới có cấp độ chia rõ. Cấp độ này rất đơn giản, được chia thành 8 mức độ, 8 mức độ này là võ giả, võ sự, võ vương, võ tôn, võ hoàng, võ thánh, cái thế võ thần, tuyệt thế võ đề. Võ giả là mức độ cơ bản nhất, khi đạt đến. Mức độ này thì thể lực vượt trội hơn người thường, thường đạt đến trình độ đặc chủng binh bình thường, hiệu quả chiến đấu đạt tiêu chuẩn chiến binh. Võ sư cao hơn võ giả, để đạt được cấp độ này, các môn võ thuật cơ bản phải tích hợp một loạt hệ thông và năm vững tỉnh hoa của võ thuật. Cũng giống như Lam Vi Vi, cô ấy đã đạt được hệ thống thái cực, và Lam Vi Vi có thể được gọi là thế hệ bậc thầy võ thuật. Võ vương, có thể trở thành võ vương chỉ vẻn vẹn có mấy người. Ở mức độ này, sức chiến đấu của họ đã vượt qua những bậc thầy võ thuật bình thường, thực lực của họ đã đạt được một bước chuyển biến mới về mọi mặt. Ví dụ như Ngô Đạo Tôn, võ sư số một nổi tiếng của Thiên Phủ Chỉ Quốc là một bậc thầy cấp độ võ vương. Võ tôn, hầu hết tập hợp các loại võ công trên thế giới, sức mạnh phi thường lạ thường, đặc chủng binh cao thâm và sát thủ giết người nổi tiếng thế giới đều ở trong cấp bậc này. Võ hoàng, trên đời có rất ít người có thể đạt tới trình độ võ hoàng. Đạt tới cấp độ võ hoàng gần như có thể hiên ngang trên thế giới. Lúc Dương Tiêu ở trạng thái đỉnh cao có thể xếp vào cấp độ võ hoàng đỉnh phong, chỉ cách võ thánh một bước. Võ thánh, người có thể được gọi là võ thánh, cấp độ mạnh này có thể tạo ra một môn võ và hình thành hệ thống riêng của nó. Không còn giới hạn trong các môn võ thông thường nữa, Trịnh Thu là một ví dụ tiêu biểu. Cái thế võ thần, Dương Tiêu cũng chỉ từng nghe nói đến, anh chưa từng thấy cái thế võ thần. Tuyệt thế võ đế. Đó chính là cấp độ võ thuật mà Dương Tiêu mê ước. Mặc dù những người phá vỡ giới hạn của bản thân được chia thành 8 cấp độ, nhưng vẫn không thể bay lên trời trên dưới đất, chỉ mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Giống y như Dương Tiêu, chỉ cần bao vây giết, barret có thể bắn chết anh, bom vẫn có thể giết chết anh. Sức chiến đấu của anh quả thực rất mạnh, mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng vẫn có hạn chế rất lớn. Xét cho cùng, đây là thế giới không có phép thuật, không có tranh hơn thua. Không có thần tiên tu la. 8 hệ thống võ thuật này cũng là hiểm ngâm, cũng không liên quan gì đến tiêu thuê tu tiên mà người thường đọc. Trên thế giới này có quá nhiều hệ thống võ thuật hiểu ngầm, chẳng qua hệ thống này được chấp nhận rộng rãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.